Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming nha anh em ơi. Và ở video này thì Khải sẽ show set đồ của Đường Môn cho anh em xem. Nói chung thì hiện tại nói với anh em thì Thiên Khải đang rao bán. Thiên Khải là 149 rồi anh em. Khải chưa ăn event, nếu ăn event thì là 153, 154. Nhưng mà tầm này Khải đang muốn bán là Khải chưa ăn event. Nên là anh em hỏi sao ở Thiên Khải không ăn event. Thì lý do là vậy. Còn hôm trước anh em có xem Đường Môn ăn event không? Đó, thì đã lên được 144 rồi. Hiện tại đang đợi ăn event tiền vàng nữa là lên 146 nha nè. Đó, nói chung Đường Môn ở server này thì chắc chắn của em thì nó rất là hiếm. May là vừa rồi á, bên kia họ chuyển về ạc rất là nhiều, đó là cũng mua được một số ạ. Chứ tầm này ạc Đường Môn mua tầm cấp cao hiếm lắm nè. Đây, cho anh em xem xét đồ nè em ơi. Khải vừa đổi cái áo thêm phòng ngự, thêm phòng thủ, nên là phòng thủ Khải được là 75. Đẹp chưa? Kháng hò 65, sẵn hàng 65, kháng lo 72, kháng hò 75, kháng độc 75. Chuẩn chưa? Xét đồ đẹp chưa? Đó, quá đẹp, cho anh em xem xét đồ này. Đầu tiên set ăn ban dây không có tốc độ sao chậm mày. Hiện tại server tìm không có dây nào xịn hơn anh Thạch đây. Đôi giày mà đỡ tóc phòng thủ thì không có nhiều anh ơi. Đôi này được 27 phòng thủ 20, 120 đó. Em đang tình tìm cái đôi tóc kháng họ chống 40 nhưng mà tìm không có, khó lắm. Nên là em đang đi cái bao tay chống 40 kháng họ. Đó, tay chống 40 kháng họ. Hiện tại này đang đi chống 40 chón rồi nè. Giao tranh ít á nên là cầm 40 chón được rồi. Tại vì tầm này tống kim nó còn khá ít người nè. Tầm 4-50 người quay đầu á, nên là đi lẻ là chủ yếu á, nên là 1-2-3 thằng nhỏ đang là mình lùm đẹp nè, nên là 40 chó được rồi. Ở set đồ này thì Khả đang định lên 120 làm chậm nhưng mà không đủ nè, đồ thì chưa có, chưa mua được đồ đẹp á, nên là hiện tại set đồ này thì chung là cảm đi cũng lại chỉ khoảng tròn 100 làm chậm thôi nè, tròn 100 làm chậm thôi. Được ngay là thân pháp bù lại sinh lực nỗ lực khá là ok. Như Khải hôm nãy Khải nói trên bàn đó, đôi giày này thì thằng bán ngạc nó bán xong rồi nó bán luôn Khải đôi giày này 10 kim thì khá rẻ nè, tầm 700k. Đôi giày này nếu thực tình bán ra ngoài là hơn 1 triệu á nè. Hơn 1 triệu đôi giày này hơn 15 kim ấy. Server không có luôn nè. Tóc 27, 520, phòng thủ 21. Rồi thân pháp 12 cho Đường Môn quá chuẩn luôn. Nội lực 77 không nói rồi. Thiếu một cái là nó không có sinh lực rồi. Dòng thân lực quá đen. Nếu mà sinh lực nó quá pin cho cái đôi giày này rồi. Rồi, một cái nỏ này thì chắc chắn anh em rằng nhiều anh em bảo tại sao mang nỏ tóc 10 và 9. Đó, thì hiện tại ở server này thì đã lên sơn hà 1, sơn hà 2 nè. Thằng hàng 1 nè. Đó lên tốc độ đánh 10 nữa. Sát thương 33, sát thương 66%. Đó. Nên là hiện tại Khải đã đạt tốc 126 rồi nè. Đạt tốc 126 rồi. Nên là Khải mang tốc độ 10 thôi. Được Khải lấy lực tay của 39 điểm kia. Đúng rồi, anh voi con không có đồ tiếng rồi nè. Đó, hiện tại cái nỏ này là cái nỏ bơ ca ngồi nè, đặt móc như nè mà. Đặt móc 126 nha. Đó, bơ ca ngồi. Đó, cũng như là đi sang bất tiêu các kiểu này điếu. Đây. Nó này thì mua có 3 kim thôi nè. Nó này tầm server này thì còn lại mua khoảng 3 kim thôi. Nếu mà cái này mà 20-39, nếu mà cái này 20-39 á thì giá nó khoảng tầm gần 2 triệu, gần 2 triệu nha anh em. Còn cái này cái 10 thôi, 13-39 thì cái này Khải mua có 200.000 thôi. Nó thu đến 10 giá trị lận nè, gấp 10 lận. Nên là vừa đặt móc là mình chơi được rồi nè. Giờ anh em có mang 30 đi thì nó cũng được 153 thôi thì cũng không đặt móc được, cũng không đặt móc được. Nên là cũng không xài làm gì nè. Đó. Tại vì móc tiếp theo đó là 126 nè, 121 và 121 và 156. Đó tầm này thì đạt 121 chứ. Đúng rồi. Được rồi, đúng không nè. Tầm này đúng phải đạt 121 rồi nè, tại vì lâu quá không nhớ. Này móc tốc độ đánh. Vẫn lòng. Tầm này chắc đạt 121. 126 đúng rồi. 126 và 158. Đó, hiện tại ví dụ anh em nha, giờ anh em mang cây tóc 30 đi. Anh em cây tóc 30 đi thì nó sẽ lên 20 tóc nữa thì anh em chỉ được 153. Thì 153 cũng không đặt móc được 158 nè. Cũng không đặt móc được 158. Đó. Nên cái này 10 hoặc là 20-30 gì so với cái sân hàng 1 này, so với sân hàng 1 này thì anh em vẫn đặt cái móc cuối cùng đó là 126 mà thôi. Đó. Nên là hãy lựa chọn cái nọ đó thì tốn khoảng 200k là xài được rồi. Tạm ổn rồi. Đó. Rồi tiếp tục xét ăn ban. Xét ăn ban này mua 6 triệu anh em. Xét ăn ban này 6 triệu. Xét ăn ban tầm trung 16-27-29-30. Đó. Xét ăn ban này 6 triệu. Con người này mua 2 triệu nè. Hiện tại đang đợi đập lên cấp 5. Nhưng mà mua cái đá cấp 5 chua quá, không ai bán. Nên là cứ từ từ thôi nè. Khi nào có thì mình sẽ đập, còn không có thôi. Đó. Ở đôi giày này, quanh cái đai lưng này thì sinh lực nè nè. Sinh lực 62, thân pháp 10. Rồi phòng thủ 15-30, nội lực 107. Thì cái đai lưng này Khải mua có 1 kim thôi nè. Thì quay đầu cũng tầm 80.000 Việt Nam đồng thôi. Chung là tầm này muốn mua được ví mà không có. Nên là tầm này là gọi là tầm trung đủ chơi nè nè. Đó. Rồi, cái áo này thì mua quá phèn luôn. Cái áo này mua có 100 vạn thôi nè, không còn nói đến. 40, 9, 20 và sinh lực 80.
ở server thì Khải thấy chưa có cái áo, chưa có áo nữ cũng như nam phục hồi phòng thủ làm chậm các kiểu này, không thấy, không thấy. Đúng rồi, việc bảo không thấy. Nên là cái áo này mang tạm cũng đẹp gái nè, nên cũng ok, mua con trăm vạn thôi. Rồi cái nón này mua 1k một kim nè, 1k vạn này nè. Thông pháp 14 này, làm chậm 30, thông phòng thủ 15, sinh lực 67. Đó, nói chung là nón này cũng được. Cộng đi cộng lại thì phòng thủ cũng dương là đẹp rồi nè. Đó, 75 này em thấy không? Được, Khải mang dây chuyền rồi. Còn lại dương bao nhiêu? Hiện tại ôi, không kích được xếp đồ, khó tính. Hiện tại bây giờ anh em xem này không? 15 16 9 15 21 đó, phòng thủ dương 75. Đó, tầm này thì đánh ok anh em. Đó, 4 này, 5 nữa này. Rồi bao tay này Khải lấy 40 chó nè. Như nãy Khải nói thì ở trong tổng kim tầm này cũng lẻ đi bất lẻ chủ yếu nè. Ít giao tranh lắm. Nếu có giao tranh thì cũng được nghe mi bù qua sức lại thì cũng được 80 chó anh em, tại vì nghe mi rồi nếu có Thiếu Lâm nó búp thêm cái skin của Thiếu Lâm nữa thì chắc chắn là hơn 80 chó rồi. Nhưng mà giao tranh hiếm lắm. Ở trong server tầm này chỉ đi bất lẻ chủ yếu thôi. Rồi, chung là tổng set đồ này nhiều anh em có hỏi thì mua ạc bao nhiêu thì tổng set đồ này chốt hết thì set đang ban 6 nè. Ngựa 2 là 8, giày này 1 nó 9. Rồi mấy món này nữa khoảng 500k nữa nè. Đó, tất cả món đồ này khoảng 500k. Thì rồi 8 9 9 triệu rưỡi, 9 triệu rưỡi với cái ạc nữa là hơn gần 12 triệu thôi nè. Ạc này nữa tất cả gần 12 triệu thôi. Cái nón anh mua của em 1k vàng. Ừ, ai biết em thấy được thì mua thôi. Ít hôm nữa qua bang bên kia thì có đồ nào ngon hơn thì mua thêm anh em. Đó, ok chưa? Chúng tầm này ok này, được Khải thay cho anh em cái nọ tống kim này. Một cái món nọ tống kim Khải sẽ cho anh em xem. Cái nọ này là no server luôn nha anh em. Cái nọ này là được tặng thôi. Nhưng mà giá trị của nó là gần 1 triệu Việt Nam đồng anh em. Đây cho anh em xem này, không biết anh em còn online không? Đây, cho anh em xem cái nọ anh em. Đây, đây là một món cuối cùng Khải muốn cho anh em, muốn khoe với anh em. Đó, được Khải lấy là kết cho anh em xem. Đây, em nhìn cái nỏ này tống kim ưng không? Anh Thạch con đó, anh Thạch ơi, cái nỏ này nhìn ưng không anh Thạch? 50 sát thương, sinh lực và 60%. Trời ơi. Đây Khải sẽ thử test cái, mang cái nỏ này vào cho anh em xem nha. Nỏ này là nỏ tống kim nha anh em. Và tống kim thì cánh lách full lách đạt tốc 201. Đó, full lách đạt tốc 201 nha. Đây, Khải mang vô cho anh em xem. Mấy công anh em bảo nói điều. Đây, Khải mang cho anh em xem cái nỏ này vô. Lý do vì sao nó đạt 201 thì anh em cùng xem. Đây, cái nỏ này thì nó hơn 500 lực tây nữa nha anh em ơi. Lực tây 500 so với đường môn là cực kỳ hấp dẫn luôn nè. Đó, anh em thấy cho 10k lực tây chưa? Ok chưa? Đây. Đúng rồi, nếu mà nỏ 30 thì mang cánh cái phi tóc thì không cần nói, là lên 201 rồi, còn đang nói trong tống cái đây. Đây nè anh em, hiện tại đây là đang bên ngoài nè. Bên ngoài vẫn thiếu này. Thiếu 3 điểm nữa là đạt 126 luôn mà. Khó anh em, nếu mà chỉ có mang áo nhu tình thôi. Mày đại mang áo nhu tình đó. Nếu mà mang áo nhu tình thì ạc này sẽ mang cái nỏ này đặt móc 126. Đó, anh em thấy hiểu ơi, hiểu chưa? Nếu mà ạc này mang áo nhu tình nha mọi người. Nếu mà ạc này mang áo nhu tình nha, nhưng mà hiện tại theo Khải thấy á, server là server tây nè. Mang áo nhu tình thì nó không có hiệu ứng boost thì chắc chắn anh em giao tranh rất là khó. Đụng vô chắc anh em bật ngửa rồi, rất là khó. Nên là Khải không thể nào mang áo nhu tình. Chứ như những server kéo xe á, như những server kéo xe mà kéo 5 7 ạc á, 4 ạc 5 ạc á thì Khải mới mang áo nhu tình, nhưng mà server này ạc tây nè. Ạc tây nên là không thể nào mang áo nhu tình được. Nếu thiệt server này mà kéo xe như hồi trước anh em mình chơi anh Thạch thì em mang áo nhu tình ngay. Mang áo nhu tình mang cái nỏ này đạt 126 anh. Đó. Hiện tại bây giờ anh em xem này, có xương hàm 1 nha. Xương hàm 1 này tăng 10% tốc độ đánh đúng không? Là nó lên 123. Là nó đang thiếu 3 tốc. Đang thiếu 3 tốc mà nếu mang áo nhu tình anh em thấy này. Hiện tại anh em thấy mình dữ không? Tốc độ đánh này nó Khải kéo anh em xem đây. Tốc độ đánh của trong phái này thêm một cấp nữa này. Đó, anh em thấy không? Tốc độ đánh trong phái sẽ lên từ 113 lên 116 thì anh em xem được 3 tóc nữa. Đó. Nếu mà mang áo nhu tình nữa anh em là kỹ năng vốn có của trong phái lên 34 cấp thì ạc này sẽ đạt móc 126 và cái nỏ này thì quá pin nữa anh em. Đúng rồi cho đúng rồi em ơi. Cho này cái nỏ này cho luôn em ơi. Đó, thấy chưa? Đẹp không? Nếu mà mang áo nhu tình là được đủ rồi anh em. Đó, hiện tại bây giờ ạc này đang sở hữu là 33 kỹ năng rồi. 3 kỹ năng là thành 33 cấp. Thêm một cấp nữa là đủ anh em. Đó là chỉ có duy nhất là mang áo nhu tình thôi hoặc là có dòng ban hội. Đó. Có dòng ban hội nữa nè thì sẽ là đánh bá đạo luôn, cầm cái nỏ kia đánh luôn trong lẫn ngoài, cả ngoài lẫn trong luôn nè. Đó, anh em thấy hiểu vấn đề chưa? Đó, anh em thấy tầng 3 tóc thôi mà nó rất là nghiệt anh em, tại vì nó đặt móc. Nhưng mà tầm này thì chưa đạt được là hơi tiếc. Nếu mà qua bên kia mà đấu giá được cái dòng trưởng lão mà của Biển Kinh hoặc Lâm An á thì nếu đấu được thì ạc này sẽ lên được 126 và mang hoàn toàn 100% nỏ này luôn. Bực cả ngồi lẫn trong rồi nè. Đó, anh em thấy vấn đề chỗ cái nỏ này chưa? Đó.
Cái đỏ này hơn 1 triệu nữa nè. Nói chung là này tất cả hết thì khoảng tầm 10, gần 13 triệu nè. Cái này tất cả hết là gần 13 triệu thêm cái nỏ này nữa nè. Đó. Nó này thiệt BK tống kim mắc pin rồi anh Thạch ơi. 100% mới mắc pin nhưng mà hiếm lắm. Server em thấy chỉ có mới cái này thôi, không biết bên kia còn S4 anh em nào giấu hay không. Chứ hiện tại em chỉ thấy cái này đem qua thôi. Đó. Rồi ok chưa? Anh em xem video thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ nha anh em. Đó, anh em hỏi video ạc đường môn đấy. Ít hôm nữa Khải mà bán được anh Thúy Yên thì Khải sẽ chơi ạc đường môn này nha anh em. Đó. Ok chưa? Rồi, quá đẹp. Đó, ở ngoài thì tóc nó không có đạt anh em. Ở ngoài thì chỉ có 1 2 3 thì không đạt được 1 2 6. Nên là ít nhất ở ngoài nếu mà mang nó này thì rất là phèn. Và tống kim, cánh phi tóc lệnh bài thì đặt 201. Đó, mắt pin của đường môn 201. Quá đẹp. Thấy chưa? Anh em thấy ok không? 201 và 261 thì hạng ạc này không thể nào lên cho 261 được rồi. Không thể nào lên được 261. Nếu mà mang nỏ tóc 30 thì nó cũng được 256, không được 261. Đâu 253. Nếu mà mang tóc 30 thì 253 đúng rồi. Không được, không cũng có không được đạt cái mốc cuối cùng 261. Rồi anh em xem cho một like chia sẻ nha, khả năng lại cái nỏ BK thường ở dưới rồi anh em ơi. Đó, nó khác là cái vấn đề đó, nỏ BK và nỏ đi tranh ngồi nó khác hoàn toàn ở chỗ đó đó nè. Nên là đường môn ai mà biết cách chơi á thì trong người lúc nào cũng có một nỏ BK và một nỏ đánh tung kim. Đó là gọi là những anh đường môn biết cách chơi. Bảo đảm anh em luôn. Xưa giờ là Khải chơi đường môn khá là nhiều server rồi. Nên là cảm giác nhìn vào quạt này thấy cái nỏ là ưng luôn nè. Quá ưng luôn. Đó, xuống cái nỏ BK thường này nè thì đạt móc 126. Đó. Full kháng đó thì ok chưa? Rồi dạ thôi. Cắt nỏ này vào. Khi nào tống kim thì dứt thôi. Khi nào tống kim thì dứt cái nỏ này vào. Và tay này mua đỡ danh này nè. Đó. Nhưng mà chưa có cái áo phục hồi chón kháng họ 40. Nên là cái bao tay này vẫn đỡ đang ngồi thôi. Sau này mà có thêm cái áo nữ á. Sau này mà có áo nữ phục hồi 40 chón các kiểu á. Thì Khải sẽ bỏ cái này đi. Khải mang bao tay này vào. Thì Khải bù thêm được 6 phòng thủ lý nữa nè. Đó. Anh em thấy bảo giữ vài điểm phòng thủ lý mà rất là quan trọng nha. Bù thêm 6 phòng thủ lý từ cái áo bù qua bao tay. Và cái bao tay này sẽ bù ngược về cái áo nè. Sẽ mang chón kháng họ đó. Rồi ok, quá đẹp luôn. Sẽ đồ này xuống đảo ok rồi. Hôm trước thì lực tay Khải chỉ có tầm 9k thôi nè. Cái nỏ bơ ca kia Khải mang ngồi chỉ tầm 9k7 thôi. Nhưng mà tầng này lên đảo thì Khải sẽ tăng nó tròn 10k á. Thì lúc này Khải mang cái nỏ bơ ca trong tống kim á. Lên 10k lực tay anh em cũng thấy rồi.